cổ nhân dạy, hàng xóm có ba thứ không khoe, họ hàng có hai kiểu nên tránh. Quý vị thân mến, trí huệ của nhân xưa luôn là bài học vô giá đối với hậu thế đời sau. Đó là những đúc kết và bài học kinh nghiệm xương máu thông qua quá trình tích lũy và chiêm nghiệm. Sau đây là lời khuyên cổ nhân dành cho hậu nhân. Hàng xóm có ba thứ không nên khoe, họ hàng có hai kiểu người nên tránh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ý nghĩa của câu nói đó rốt cuộc là gì. Điều thứ nhất, không khoe tiền bạc, tài sản. Ai nhiều tiền hơn, ai ít tiền hơn, kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là ai sống vui vẻ hơn, ai sống hạnh phúc hơn. Có người giàu sang phú quý, có xe ô tô đắt tiền, nhưng trong lòng luôn muộn phiền, đau khổ. Có người đạp xe đạp, nhưng sở hữu một tâm hồn vui vẻ, lạc quan. Mỗi người đều cần chịu trách nhiệm đối với cuộc đời của mình. Sướng khổ chỉ tâm mình là biết rõ nhất. Cuộc sống của mình cớ sao phải so sánh với người khác? Quan trọng nhất là tự bản thân mình cảm nhận cuộc sống của mình. Điều 2, không khoe con cái. So sánh con cái với con nhà người ta sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con mình. Mỗi người đều có phúc phận riêng của mình, không cần phải so sánh với người khác. Hãy động viên và tin tưởng con cái nhiều hơn. Nếu con bạn xuất sắc có tiền đồ, tốt nhất đừng khoe khoang con mình với người khác. Cha mẹ hãy giữ đức khiêm tốn cho con, đó mới là phúc báo lớn nhất dành cho con cái. Điều thứ ba, không khoe nhà cửa. Sống không mang theo thì chết cũng không mang theo. Ngoảnh đầu nhìn lại, đơn giản là tốt nhất. Nhà dù cao cửa rộng đến mấy cũng chỉ có một gian để ngủ. Xe dùng tốt đến mấy cũng dùng để di chuyển mà thôi. Sống trên đời, người giàu có nhất là người biết mãn nguyện với những gì mình có. Không nhất thiết phải khoe khoang với thiên hạ bản thân giàu có ra sao. Nhà dù có giàu đến mấy, tiền có nhiều đến mấy, nhưng lòng tham nặng, không biết thỏa mãn thì rốt cuộc cũng nghèo thôi. Những của cải vật chất khi sinh không mang theo đến, khi tử không mang theo đi. Bởi vậy, món quà lớn nhất trong cuộc đời là có một trái tim bình an, thanh thản. Bên cạnh đó, tổ tiên cũng khuyên hậu thế có ba kiểu người thân không nên thân. Người thứ nhất, họ hàng trọng lợi, khinh nghĩa, tốt nhất nên tránh xa. Người quá coi trọng lợi ích thường dễ coi thường người khác. Họ thường coi thường người nghèo khó hơn mình, lòng dạ hẹp hòi, không muốn giúp đỡ người khác, thường phớt lờ người khác. Những kiểu người này trong mắt họ chỉ có tiền và lợi ích vật chất. Với những người thân như thế, chúng ta tốt nhất nên tránh xa. Họ chỉ trọng lợi chứ không coi trọng nghĩa tình. Họ có thể sẵn lòng vứt bỏ đạo đức, làm những việc sai trái với lương tâm chỉ để chiếm đoạt lợi ích từ bạn. Người thứ hai, họ hàng vô nghĩa vô tình, tốt nhất nên tránh xa. Người sống bạc tình bạc nghĩa thường sẽ không biết thế nào là hai từ cảm ơn. Họ sẽ không ghi nhớ những điều tốt đẹp mà bạn đã dành cho họ. Ngược lại, họ còn có thể ngược đãi bạn, phản bội bạn. Với những kiểu người như vậy, chúng ta tốt nhất nên tránh xa, không nên kết giao với họ, kẻo tự chuốc họa vào thân. Đời người chỉ có mấy chục năm, nhất định cần phải trân quý khoảng thời gian quý báu này. Hơn nữa, kết giao với ai đó cũng cần cẩn thận. Sống trên đời thật không hề dễ dàng,
đừng dại dột mà làm những điều khiến bản thân mệt mỏi, khiến con tim đau đớn. Làm người cần có niềm tin vào bản thân, sống tốt cuộc sống của chính mình, không cần ngưỡng mộ hay so sánh với người khác. Càng đừng vì người khác mà vô ý hủy hoại cuộc sống của bản thân mình. Quý vị thân mến, trong Luận Ngữ, Quý Thị Tập có nói: ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu, hữu trực hữu lượng, hữu đa văn, ích hỷ, hữu tiện ích, hữu thiện nhu, hữu tiện nịnh, tổn hỷ. Khổng Tử cho rằng, kết bạn nên chọn những người chính trực, không vụ lợi, khoan dung, chân thành và hiểu biết sâu rộng mà chơi, vì đây là những người có ích với ta. Nếu như kết giao với người A-dua su nịnh, những người xảo ngôn sẽ tổn hại đến đức hạnh của ta. Kết giao bạn bè phải thật thận trọng, kể cả trong các mối quan hệ khác, chúng ta cũng phải thận trọng mà hành sự. Ví dụ như trong mối quan hệ với hàng xóm và họ hàng, người ta nói bạn bè có lợi và tất nhiên cũng có hại. Kết bạn với người lương thiện, chính trực, với người chân thành và với người hiểu biết uyên thâm, ba người bạn này cho ta rất nhiều lợi ích, quan trọng nhất là được phát triển bản thân. Kết bạn với những kẻ đục nước béo cò, su nịnh và ăn nói hoa mỹ nhưng không chân thật, chỉ nhận về cái xấu. Thận trọng trong kết bạn và làm theo bản thiện, điều này cũng đúng với các mối quan hệ khác trong cuộc sống, chẳng hạn như hàng xóm láng giềng và họ hàng trong gia đình. Làm thế nào để tạo dựng mối quan hệ với láng giềng và họ hàng? Người nào nên kết thân, người nào nên tránh xa? Ba kiểu láng giềng độc hại. Một, người hai mặt. Tôi nói cho chị một chuyện quan trọng, đừng nói cho người khác biết. Chị không hiểu tôi sao? Nhanh nói đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Đây là những kiểu đối thoại cực kỳ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là nhóm hàng xóm láng giềng, ngày nào cũng bàn tán chuyện gia đình và chuyện cá nhân của người khác. Thật ra, trò chuyện hay tâm sự cũng không có gì sai. Trong cổ nhân có câu, ai không nói sau lưng người khác thì sẽ không bị nói xấu sau lưng. Nhưng có những người hàng xóm, bề ngoài thế này, bên trong lại thế khác. Ngoài mặt thì nói tốt, nhưng sau lưng lại thích ngồi lê đôi mách, nói xấu đủ chuyện. Kiểu người hai mặt này không hề biết giữ chữ tín, chỉ thích thỏa mãn thói tám chuyện. Kết thân với người này, rồi sẽ có một ngày bạn sẽ bị họ bán đứng. Càng đáng sợ hơn là khi bạn đã nói cho họ nghe nhiều chuyện không nên chia sẻ, hậu họa khôn lường, tránh xa mới là cách tốt nhất. 2. Lúc người cần thì năn nỉ ỉ ôi, lúc ta cần thì biệt tâm biệt tích. Tục ngữ có câu, bà con xa không bằng láng giềng gần. Ai cũng gặp khó khăn trong cuộc sống và cần được giúp đỡ. Hàng xóm sống gần gũi với nhau hàng ngày, gặp khó khăn, đương nhiên giang tay giúp đỡ cũng là chuyện nên làm. Nhưng một số người hàng xóm ích kỷ lại đòi hỏi khi họ muốn điều gì đó từ bạn, không cần biết bạn có khả năng hay thời gian hay không. Nếu bạn không giúp, họ có thể tức giận, ghi hận trong lòng. Cho dù bạn giúp họ, chưa chắc họ đã biết ơn và mang lòng cảm kích. Nhưng đến khi bạn gặp khó khăn và muốn được giúp đỡ, họ sẽ viện ra rất nhiều lý do để từ chối, thậm chí còn trở nên xa lánh bất thường. Đương nhiên, kiểu người này không đến nỗi quá xấu xa. Chúng ta vẫn có thể giữ gìn mối quan hệ xã hội. Song người thông minh là phải biết giữ được nguyên tắc và giới hạn của bản thân, không vì bất cứ ai mà phải tự làm khó chính mình. 3.
Người hẹp hòi. Một người hàng xóm hẹp hòi thường sẽ ghi thù chuyện nhỏ không bao giờ quên. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn có thể thành mối hận chôn chặt trong lòng. Nếu hàng xóm của bạn là người hẹp hòi thì tốt nhất nên tránh xa, vì họ luôn để mắt đến bạn. Chỉ cần bạn sơ hở và sai sót, điều đó sẽ trở thành thứ để họ ghi hận trong lòng, thường xuyên nhắc lại. Hàng xóm chung sống với nhau khó tránh khỏi phát sinh các loại xích mích vụn vặt và hiểu lầm. Đa số sau một thời gian có thể sẽ quên đi, nhưng lòng dạ hẹp hòi sẽ khiến cho quan hệ hàng xóm láng giềng ngày càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng chỉ có thể thành người dưng nước lã đúng nghĩa. Ba kiểu họ hàng xấu. Một, vay tiền không trả. Tục ngữ có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Người thân ruột thịt với nhau đương nhiên hơn người ngoài. Gia đình giúp đỡ lẫn nhau là điều rất bình thường, nhưng sự giúp đỡ chỉ giới hạn ở mức trợ giúp khẩn cấp, chứ không phải mang nghĩa vụ xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt là khi mối quan hệ động đến chuyện tiền bạc, nếu không cẩn trọng thì đôi bên thân thiết đến mấy cũng trở mặt thành kẻ thù. Giàu có, họ hàng lũ lượt tìm đến. Nghèo khổ, không một ai nhận họ hàng quen thuộc. Hiện thực quá phũ phàng trong xã hội ngoài kia. Mượn tiền nhưng không trả, bạn bè hay họ hàng cũng như nhau. Lời đã nói ra thì phải thực hiện cho đúng. Càng đáng sợ hơn là nhiều người mang tư tưởng vì là máu mủ nên không cần so đo tính toán vài đồng bạc. Kiểu họ hàng này chỉ mang đến cho bạn rắc rối và làm tổn hại. Không nên kết thân và cho đi tình cảm lẫn tiền bạc miễn phí. 2. Ăn không ngồi rồi lười biếng. Ông cha ta có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Không sợ mình không có năng lực, chỉ sợ bản thân thiếu nghị lực và không biết cầu tiến. Một người suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, phàn nàn về người khác và không muốn tiến bộ, thì chúng ta không nên tiếp cận quá nhiều. Vì loại năng lượng tiêu cực này rất dễ lây lan, có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, kéo bạn xuống vực. 3. Hợp hĩnh. Người xưa có câu, bạn nghèo, thành phố sầm uất, không ai ngó ngàng đến. Nhưng nếu bạn giàu, thâm sơn cùng cốc cũng có người dõi theo. Khi giàu có, họ hàng xa đến mấy cũng chủ động làm thân. Nhưng khi xa sút, cho dù bạn chủ động đến thăm, họ chưa chắc đã tiếp, chứ đừng nói đến là nhìn mặt. Thật ra, bất kể láng giềng hay họ hàng, trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta nên thành thật với nhau, nên tìm ra ưu điểm của người khác và học cách bao dung. Như vậy mới có sự hòa hợp giữa hàng xóm và họ hàng.